Tại thời điểm mà cái video này được lên sóng thì chắc là có lẽ các anh em viewer của Laptop World đang ngồi quây quần với gia đình để chuẩn bị đón Tết 2024 rồi đúng không nào? Nhìn lại một năm 2023 vừa qua thì đúng là một năm thực sự là khó khăn với nền kinh tế. Nhưng mà tại Laptop World thì rất may mắn là chúng mình luôn luôn nhận được sự ủng hộ của các anh em viewer, các quý khách hàng và các quý đối tác luôn luôn tin tưởng và ủng hộ Laptop World trong suốt thời gian vừa qua. Và mình xin thay mặt cho toàn thể đội ngũ Laptop World gửi một lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả các anh em viewer, các quý khách hàng và các quý đối tác thời gian vừa qua đã luôn luôn tin tưởng và ủng hộ Laptop World để chúng mình có thể mạnh mẽ và phát triển như ngày hôm nay. Và trước khi bước sang năm mới 2024, mình xin thay mặt cho toàn thể đội ngũ Laptop World chúc anh em một năm mới thực sự là an khang thịnh vượng, gặt hái được thật nhiều thành công và quan trọng nhất là phải thật nhiều sức khỏe nha anh em. Hôm nay mình lên video này với mục đích quan trọng nhất là gửi lời cảm ơn cũng như là những lời chúc thực sự là ý nghĩa tới anh em trước khi bước sang năm mới 2024, và sau thì mình xin gửi tới anh em lịch hoạt động và làm việc của Laptop World trong thời điểm Tết này cũng như là những chương trình ưu đãi cực kỳ hấp dẫn ngay sau Tết để anh em có thể thuận tiện qua mua sắm anh em nhé. Trước tiên là lịch hoạt động và nghỉ Tết của Laptop World trong dịp Tết Nguyên đán 2024 này thì chúng mình sẽ chính thức nghỉ Tết từ ngày 7 tháng 2 năm 2024 dương lịch, tức là ngày 28 tháng 12 năm 2023 âm lịch anh em ạ. Và Laptop World sẽ chính thức mở cửa và bán hàng trở lại bắt đầu từ ngày 15 tháng 2 năm 2024 dương lịch, tức là ngày 6 tháng 1 Tết tại chi nhánh Hà Nội. Còn tại chi nhánh Hồ Chí Minh, chúng mình sẽ mở cửa và bán hàng trở lại bắt đầu từ ngày 17 tháng 2 năm 2024, tức là ngày 8 tháng 1 Tết anh em ạ. Rất mong quý khách hàng có thể nắm được lịch làm việc của Laptop World để có thể thuận tiện qua mua hàng nhất nhá. Và ngay khi chúng mình bắt đầu mở cửa bán hàng trở lại, chúng mình sẽ có những chương trình ưu đãi lì xì cực kỳ hấp dẫn ngay dịp đầu xuân. Sau đây thì mình xin phổ biến qua về nội dung chương trình, về thời gian diễn ra chương trình và các mức ưu đãi để anh em có thể nắm được nhé. Đây là chương trình khai xuân như ý, mua laptop nhận ngay lì xì. Thời gian diễn ra từ ngày 15 tháng 2 năm 2024 đến hết ngày 29 tháng 2 năm 2024. Và chương trình sẽ áp dụng cho tất cả khách hàng mua trực tiếp tại cửa hàng, mua online hay là kể cả đặt trước trong thời gian này thì đều được áp dụng chương trình ưu đãi lần này. Và với những cái sản phẩm được áp dụng thì hầu hết là tất cả những mẫu laptop hiện đang có tại cửa hàng Laptop World luôn, đến từ các thương hiệu như là Asus, Dell, HP, Lenovo, MSI hay là Apple MacBook hay là Microsoft Surface vân vân. Rất nhiều những mẫu máy hiện đang có tại cửa hàng thì đều được áp dụng chương trình ưu đãi lần này với các mốc giảm giá như sau. Khi khách hàng mua những mẫu laptop với mức giá dưới 13 triệu đồng, chúng ta sẽ được lì xì ngay 100.000 đồng. Với mức giá từ 13 đến 20 triệu, chúng ta sẽ được lì xì ngay là 200.000 đồng. Mức giá từ 20 đến 30 triệu sẽ được lì xì là 300.000 đồng. Và trên 30 triệu chúng ta được lì xì 400.000 đồng anh em ạ. Và anh em đã biết rồi đấy, thì tại Laptop World luôn luôn có một cái mức giá cực kỳ là ưu đãi, gần như là rẻ nhất thị trường cho anh em rồi. Hơn nữa là còn được đi cùng thêm chương trình lì xì đầu năm này thì quá lộc luôn đúng không nào anh em. Và đường link chi tiết về cái chương trình lì xì đầu năm này thì mình sẽ để ở phía bên dưới phần mô tả của video này để cho anh em có thể tiện theo dõi cũng như là tham khảo chi tiết nhất về những cái thông tin về chương trình anh em nhé. Một lần nữa thì chúng mình xin gửi một lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả các anh em và chúc anh em có một cái Tết thực sự là ấm áp bên gia đình nhá. Và chúng mình sẽ quay trở lại ngay sau Tết thôi, đi cùng với đó là rất nhiều những sản phẩm công nghệ mới, những cái mẫu laptop rất mới của 2024 trên channel YouTube và TikTok Laptop World. Rất mong nhận được sự đón nhận của anh em. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.